Chào mừng các bạn đến với Điện tử tương lai. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái mạch điều khiển wifi 4 kênh rất là thông minh. Thì cái mạch này ở trên thị trường hiện tại là mình thấy nó là đơn giản và dễ dàng sử dụng nhất rồi, là xét về wifi nha. Bởi vì hiện tại trên thị trường thì cũng có những cái mạch về wifi khác, tuy nhiên những cái mạch này thì các bạn phải lập trình, mà người dùng lập trình đó chứ không phải là cái mạch lập trình sẵn đâu, cho nên là nó rất là phức tạp, không có ứng dụng được thực tế nhiều. Còn cái mạch này thì các bạn chỉ cần tải cái app về điện thoại của mình là đã sử dụng được rồi. Vậy nên hôm nay mình làm cái video này để các bạn có nhìn rõ hơn về cái mạch này. Thì đây là cái mạch của mình sau khi đã bóc vỏ hết ra. Thì các bạn có thể quan sát được này, nó đơn giản lắm. Đầu tiên là nó gồm có ngõ vào này, nguồn vào của mình là 220V AC, đó, 220V AC là cái Domino 2 này. Tiếp theo là bốn cái kênh ngõ ra của mình, nó nối với tải của mình bóng đèn hoặc là quạt hay cái thứ gì đó mà các bạn muốn điều khiển là ngõ ra 220V nha. Còn cái mặt bên này là các cái nút nhấn điều khiển. Ví dụ như đây là bóng đèn, các bạn cài vào bóng đèn số 1 thì các bạn có thể nhấn nút này, đó, kiểu như thủ công các bạn. Điều khiển bằng tay. Thì ví dụ cái kênh số 1 của mình sẽ có 3 cái điều khiển. Một là mình điều khiển bằng wifi, hai là mình điều khiển bằng tay, đó, ba là mình điều khiển bằng cái remote này. Mình điều khiển bằng cái remote này. Nghĩa là một cái kênh đó thôi nhưng mà mình có 3 cái điều khiển như vậy. Ngoài ra thì có một cái nút nhấn điều khiển để mình điều chỉnh cái chế độ ở trên này. Đó, thì cái mạch của mình ngoài có sử dụng wifi bình thường thì ngoài ra nó còn có sử dụng cái remote nữa. Cái remote của mình thì cái độ nhảy rất là cao nha. Và tầm sử dụng của nó đến 50 mét lận đó, 50 mét trở lại. Xuyên vật cản, bộ điều khiển RF mà. Thì cái bộ RF này cũng là rất là chất lượng á, mặc dù nó chỉ là một cái tính năng phụ của cái mặt này thôi nhưng mà rất là chất lượng. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là nó kèm thêm một cái bản hướng dẫn sử dụng. Thì trong cái bản hướng dẫn sử dụng này nó sẽ hướng dẫn cho bạn hết tất cả rồi. Tất cả các cái công đoạn để mà cài đặt. Đó, các bạn thấy nó rất là ngắn. Vì nó đơn giản mà. Các bạn có thể nhìn nè, bộ wifi của mình kết nối với internet, sau đó kết nối với điện thoại, đó là xong. Còn đây là cách kết nối với cái tải của mình này. Nó có nhiều phiên bản, đây là các phiên bản khác nhau. Thì ở đây là mình đang sử dụng phiên bản này nè. Đây là cái phiên bản hiện tại của mình này. Mình chỉ zoom lại để các bạn xem. Đó, cái kết nối của mình rất đơn giản nè. Chỉ có AC là nguồn vào của mình là từ 85 đến 250V. Rồi đó là mạng lưới. Còn cái bóng đèn của mình là cái tải của mình này, các kênh này. Gồm có 2 dây nó thẳng vào tải, nó vào phần còn lại. Đó, nó phần còn lại 4 kênh như vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho mạch và hướng dẫn các bạn sử dụng. Thì như đã nói, mạch này sử dụng điện 220V. Khi các bạn cấp nguồn lên thì nó sẽ có màu đỏ như thế này. Mình sẽ có màu đỏ như thế này. Thì khi cấp nguồn lên mình có thể sử dụng cái remote này để mình test. Đó, ví dụ như mình nhắn chữ A của mình nè. Thì nó là bật cái này, nhắn tiếp lần nữa nó sẽ test. Đó, nghĩa là kênh nào điều khiển kênh đấy. Còn khi mình nhắn cái con tắc này nó chuyển sang màu xanh này. Đó, thì nó sẽ bật lên trong vòng 1 giây sau nó sẽ test liền luôn. Tương tự mấy khác cũng vậy. Còn khi mà nó chuyển sang màu vàng, nó nghĩa là trong một lúc nó chỉ có một cái kênh được bật thôi. Thì trong quá trình này thì như mình đã nói thì nó sẽ có 3 cái điều khiển. Một kênh nó có thể có 3 cái điều khiển. Một là remote, hai là bàn tay. Đó, các bạn có thể nhắn bàn tay được này. Thì cái chế độ bàn tay này thì nó cũng phụ thuộc vào trong cái chế độ mà màu xanh và đỏ hay là vàng của mình hiện tại. Ví dụ như màu đỏ thì mình có thể nhắn được bật test từng kênh. Đó. Còn nếu như màu xanh thì mình cũng chỉ bật lên theo tự test lại. Đó, kiểu như vậy. Còn về phần thứ ba là wifi thì mình sẽ hướng dẫn ngay cho bạn xem luôn đây. Thì để sử dụng được wifi thì đầu tiên các bạn phải tải phần mềm ở trên điện thoại của mình. Thì link phần mềm mình sẽ để ngay bên dưới hoặc là ngay tại trang điện tử tương lai.com, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới hoặc là vào trang để mà tải. Thì điện thoại của mình đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong cái Play Store này. Xác Play gì cũng được. Đây các bạn sẽ tải cái phần mềm Ewelink. Đây có chữ Ewelink đây. Đây các bạn cài đặt. Em sẽ download về một tí. Đó, đã cài đặt xong cho mình rồi này. Mình sẽ mở lên. Đây, mấy cái này thì mình cứ đồng ý và mình tiếp tục thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ đăng ký tài khoản. Vì mình chưa có đăng ký được mà, mình chưa có tài khoản, mình sẽ chọn quốc gia này. Ở đây mình sẽ chọn Việt Nam. Việt Nam mình các bạn chọn ở vị trí cuối gần cuối cùng, bởi vì chữ V thì nó gần cuối rồi.
các bạn chọn tiếp theo. Đây thì các bạn nhập địa chỉ email của các bạn. Ví dụ như đây mình nhập đây mình sẽ nhập địa chỉ email của mình là điện tử tương lai.com. Rồi thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác minh. Đó, nó gửi cho mình một mã xác minh rồi nè. Mình cài sẵn cái email ở trong cái điện thoại của mình luôn, cho nên nó gửi về điện thoại nó báo cho mình luôn. Hoặc các bạn có thể truy cập email của mình để nhận được cái mã này. Thì mã của mình là 2344. 2344. Mật khẩu mình sẽ cài mật khẩu cho mình. Mật khẩu của mình cài mật khẩu gì cũng được. Ở đây mình cài 123456 cũng được. Tiếp theo. Ít nhất 8 ký tự. Đăng ký thành công. Đó, bây giờ mình sẽ đăng nhập. Rồi sau khi các bạn đã có được tài khoản thì các bạn sẽ bắt đầu nhập cái tài khoản của mình vào. Thì cái tài khoản của mình là cái email của mình này, còn mật khẩu là như nãy mình đã cài đặt 123456789. Đó, mình sẽ đăng nhập. Rồi thì khi mà các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ có cái trạng thái hoạt động như thế này. Bạn nhấn dấu cộng này, nó sẽ hiển thị lên 4 cái chế độ kết nối của mình. Thì đây các bạn không quan trọng, các bạn chỉ cần để ý tới cái đầu tiên thôi. Nó sẽ hiển thị lên cái wifi của các bạn hiện tại đang kết nối. Thì tại đây thì mình đang điện thoại mình đang kết nối sẵn cái wifi điện tử tương lai.com, cho nên mình không cần phải nhập mật wifi nữa. Còn nếu như các bạn nào mà chưa có hiện tại mà không có kết nối wifi thì nó sẽ hiển thị lên chữ đỏ ở đây, nên là điện thoại bạn buộc phải kết nối wifi nha. Sau đó các bạn nhấn tiếp theo. Nhưng mà trước khi nhấn chữ tiếp theo nè, thì các bạn phải nhấn bất kỳ một nút nào trong bốn cái nút nhấn ở trên cái mặt này trước nha, thì nó mới xác định đây là cái thiết bị của mình. Ví dụ như cái nút nhấn thứ hai này các bạn chẳng hạn, mình sẽ nhấn giữ nút này, nhấn giữ nha, sau đó mình nhấn tiếp theo. Từ đó mặt nó sẽ bắt đầu hiển thị lên chữ là đang kết nối. Rồi chúng ta đã đăng ký thành công. Mình chỉ cần mình nhả tay ra, bây giờ mình đã sẽ hoàn thành nè. Đã hiểu. Rồi bây giờ nó sẽ hiển thị như thế này. Bây giờ nó đã kết nối thành công rồi, bây giờ các bạn nhắn này. Đó, các bạn thấy không? Mình nhắn ở trên. Mình sẽ đứng nghiêng để các bạn xem rõ hơn. Đó. Mình sẽ điều khiển qua wifi hoàn toàn trên màn hình này mà không sử dụng đến tay. Đó. Thì nó điều khiển hoàn toàn dựa trên cái trạng thái màu sắc của cái nút nhấn số 5 mà mình đã cài đặt. Ví dụ như ở đây màu đỏ là đang bật từng thiết bị này. Nếu mà chuyển sang màu xanh thì mình bật lên cái điện thoại của mình thì nó sẽ tắt ngay. Đó, chẳng hạn, nó tự tắt ngay. Màu đỏ là thông dụng nhất. Ngoài ra thì các bạn có thể nhấp vào cái màn hình wifi này, cái wifi này đó, để nó sẽ đổi qua chế độ. Thì cái màu sắc của nó hoạt động sẽ khác hơn một tí thôi. Ngoài ra thì bạn có thể bật hết tất cả thiết bị cùng một lúc. Rồi. Đó, hoặc là tắt hết tất cả cùng một lúc. Bật hết tất cả cùng một lúc này. Tắt hết cùng một lúc này. Đó. Mình cũng có thể cài đặt lịch cho nó luôn. Mình cài đặt lịch để nó bật khi nào này. Mình nhấn vào cái đồng hồ, mình nhấn vào timer mới. Đây mình cài đặt ngày này. Trạng thái on off đó, mình sẽ lưu lại. Mình bật khi nào, tắt khi nào, vân vân. Giống như một bộ hẹn giờ bình thường nhé. Mình cũng có thể tính cài đặt cái thời gian đếm ngược của nó, để khi nó đến khi nào thì nó bật nữa cũng được. Đó. Vân vân. Và khi nó đã kết nối wifi như thế này rồi, cái bộ mình nó gần cái nguồn wifi thôi. Còn bây giờ cái điện thoại của mình kết nối 3G mình vẫn sử dụng được, chứ không nhất thiết với lại điện thoại mình nó gần nguồn wifi của mình nha. Cho nên là cái bộ này, nếu như các bạn mà cài đặt cái này mà ở nhà, sau đó mình cầm điện thoại mình đi ra, thậm chí là mình đặt cái này ở nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, xong mình cầm điện thoại mình đi ra nước ngoài thì đi nữa, thì mình vẫn điều khiển được ở nhà bình thường, không có gì hết. Chỉ cần cái này nó có mạng, còn cái này nó gần nguồn wifi của mình, như vậy là xong. Đó là bây giờ mình sẽ đi gắn thực tế cho bạn cùng xem nè. Đó là bóng đèn của mình. Đó, bóng đèn của mình nó có hai dây ra như thế này. Nó kéo vào ổ điện. Đây là mình tắt rồi á. Và đây là máy quạt của mình. Đang quay á. Thì nó cũng có hai dây.
dây này nó bên trong nó có hai dây này, thì mình sẽ cắt hai dây này ra và mình nối vào trong cái bộ điều khiển wifi của mình. Sau đó mình kết nối wifi để mà mình điều khiển thử để các bạn cùng xem. Đây là hai dây quạt của mình, thì mình sẽ nối vào một đầu bên này, một đầu bên còn lại đứng trên sơ đồ. Không phân biệt âm dương gì cả nha, cứ nối. Vậy thôi. Tiếp theo là cái dây bóng đèn của mình. Cắt ra. Thì đây là cái dây đèn của mình. Thì mình cũng cắm vào một đầu bên này, một đầu bên còn lại. Là dây cuối cùng thì mình sẽ cắm nguồn cho nó. Đó, các bạn thấy không? Như vậy là mình đã cài được cái số 2 của mình là cái bóng đèn này. Đó. Còn mấy cái máy quạt là cái số 1 này. Đặt máy quạt. Bật máy quạt. Đó, mình tắt rồi. Máy quạt này nó quay hơi lâu. Rồi ở đây thì mình cũng có thể điều khiển bằng tay. Đó, nếu như các bạn mà không có cái bộ, nếu như các bạn mà quên cái điện thoại ở đâu đó chẳng hạn, thì các bạn có thể điều khiển bằng tay. Đây mình nhấn công tắc trên này nè. Đó, bạn thấy không? Bóng đèn mình sáng nè. Đây là số 1. Tắt. Đây. Tắt. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng remote. Đây. Mình nhấn chữ A là đang bật cái máy quạt nè. Tắt máy quạt. Bật. Tắt. Còn chữ B của mình là cái đèn này. Đó. Nói chung là vừa bằng tay, vừa bằng remote mà vừa bằng điện thoại, cái nào cũng được. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu còn tư vấn hay có ý tưởng gì mới lạ hãy để lại bình luận ngay bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.